Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, vừa qua tờ Dân Trí trong nước đã đăng một loạt bài viết về một người phụ nữ ở tỉnh Long An là nạn nhân của một vụ hiếp dâm. Chị Trần Phạm Thanh Long đã làm đơn tố giác hung thủ. Tuy nhiên, cơ quan công an huyện Tân Thạnh đã ra quyết định không khởi tố vụ án này. Gần đây, chúng tôi được biết luật sư Nguyễn Thành Sơn từ Luật sư Đoàn Hà Nội đã vào cuộc và trở thành luật sư chính thức của nạn nhân Trần Phạm Thanh Long. Trên đường dây từ Sài Gòn, Việt Nam, chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với luật sư Nguyễn Thành Sơn. Xin kính chào luật sư ạ. Chào anh Lân Vũ, chào khán thính giả Đài Phố Bosa TV. Thưa luật sư, trước hết thì luật sư có thể cho biết luật sư đã trở thành luật sư chính thức của nạn nhân Trần Phạm Thanh Long trong trường hợp như thế nào thưa luật sư? Thưa khán thính giả, tôi là Nguyễn Thành Sơn, là luật sư Đoàn Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin trên báo chí và lời mời của ban biên tập cũng như phóng viên Xuân Hinh về việc một trường hợp phụ nữ bị cho là hiếp dâm hai lần, cơ quan công an điều tra Tân Thạnh không khởi tố vụ án. Vì vậy tôi đã nhận lời và xuống hiện trường, xuống địa phương để gặp đương sự. Và ngày hôm nay là ngày 7 tháng 9, sau khi tiếp xúc đương sự, bà Thanh Long đã làm đơn đề nghị tôi làm luật sư tư vấn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà tại các cơ quan tố tụng. Xin được hỏi luật sư là vấn đề chi phí của vụ này như thế nào từ phía luật sư, thưa luật sư? Bà Thanh Long hiện nay là thợ may, tự do, nuôi hai con nhỏ, chồng đã ly hôn, hoàn cảnh kinh tế như bà trình bày rất khó khăn. Và thực tế căn nhà nơi sinh sống của bà và các con thì tôi thấy cũng rất là khó khăn, cộng với cái sự ớt ớt mà bà cho là bị cơ quan tố tụng của huyện Tân Thành không khởi tố vụ án làm cho bà cũng suy sụp về tinh thần và ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy tôi quyết định là làm miễn phí cho bà Thanh Long. Thưa luật sư, trong cuộc gặp vừa qua với nạn nhân, luật sư đã có thời gian trao đổi với nạn nhân cũng như là đã xem xét các hồ sơ, thì luật sư có nhận định như thế nào một cách tổng quát về vụ án này thưa luật sư? Khi tôi xuống tiếp xúc với thân chủ, với bà Thanh Long thì cũng có rất nhiều phóng viên báo chí, báo đài, nhưng mà vì vậy thời gian tiếp xúc cũng có hạn. Đồng thời tôi dành thời gian đến các cơ quan tố tụng. Nhưng trước mắt tôi căn cứ vào hồ như một số tài liệu mà bà Thanh Long cung cấp, tôi thấy thể hiện như một số cái đơn tố cáo hành vi phạm tội của nghi can là Huỳnh Lý Anh, đồng thời là một số biên bản làm việc với các cơ quan tố tụng. Ngoài ra, khi không đáp ứng được những yêu cầu thì bà có làm đơn khiếu nại một số cơ quan như Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Thành, Thanh tra Công an tỉnh. Tôi thấy đối với bà, sự việc đã xảy ra hơn 2 tháng, nhưng mà bà cũng đã đi được rất nhiều, nhưng mà vì hồ sơ chưa đầy đủ và nên vì vậy tôi cũng chưa thể nói được điều gì về quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan Tân Thạnh có căn cứ hay không. Vì vậy chiều nay tôi đã đến làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Thạnh, nhưng mà do không được hẹn trước vì vậy không được tiếp xúc làm việc. Còn khi sang cơ quan công an, được anh cho biết là cơ quan phát ngôn chính thức về các lĩnh vực thì thuộc công an tỉnh, nhưng mà tôi thì yêu cầu là được tiếp xúc hồ sơ, được xem những hồ sơ ban đầu tiền tố tụng, nhưng mà vẫn chưa được đáp ứng. Và các anh cho biết là ngay trong chiều đây, cuối giờ chiều sẽ có cuộc họp của Ủy ban Nhân dân huyện đối với các ban ngành, nội chính và một số đoàn thể liên quan như Hội Phụ Nữ, Hội Thanh Niên, và sẽ mời báo chí, toàn bộ báo chí và luật sư cùng tham dự. Nhưng mà chúng tôi đã đến hội trường và được đồng chí chủ tịch Nguyễn Văn Chức tiếp và nói chuyện, nhưng mà đợi đến 5:30 thì thông báo của Ủy ban là không có cuộc họp vì phía công an bận, và thứ hai là mọi việc phát ngôn là đợi các cơ quan tố tụng cấp trên. Thì tôi đã ra về, vì vậy cũng chưa có một những thông tin gì mới ngoài những hồ sơ do bà Long cung cấp. Tại sao cho tới nay công an huyện Tân Thạnh lại có quyết định là không truy tố vụ án này thưa luật sư? Căn cứ vào quyết định 13 ngày 22 tháng 8 của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tân Thạnh đối với vụ án hiếp dâm quy định tại điều 111 Bộ luật hình sự thì đã nêu lý do là không có sự việc phạm tội theo quy định khoản 1 điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự. Về lý luận chung của việc không có sự việc phạm tội xảy ra thì nó cũng có những cái mâu thuẫn nhất định, nên vì vậy là dẫn đến thân chủ cũng đã không đồng tình. Bà Long cho rằng có sự việc xảy ra vì
Thứ nhất là bản thân là người trực tiếp là bị hại. Thứ hai, người thực hiện hành vi cũng xác nhận là có thực hiện hành vi và cũng có bản cam kết tại cơ quan điều tra sau khi làm việc thì cũng có cam kết là tôi sẽ đọc luôn để cho khán giả biết rõ là tôi là Huỳnh Lý Anh, nay tôi viết những nội dung này để cam kết từ nay về sau sẽ không làm phiền mẹ con chị Long và cũng không tới luôn dù chỉ một chuyện nhỏ nhặt phải có khoảng cách với mẹ con Long và không có một hành động nào gọi là trả thù. Đây là cái lời cam kết tại cơ quan điều tra. Và trong tố cáo thì thân chủ của tôi có nghi là có dùng dao để đe dọa kẹp cổ và cứa vào cổ của bà Long. Khi được xem xét hồ sơ thì chúng tôi sẽ trả lời một cách thích đáng. Cơ quan tố tụng cho rằng có nhiều cơ hội để thoát hiểm trước sự đe dọa thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, theo lý giải của bà Long thì bà cho rằng vì sợ sinh mệnh của hai đứa con bị nguy hại và sợ nguy hại đến tính mạng của mình. Thế vì vậy bà Long đã không thực hiện những cái hành vi bỏ chạy để hai đứa con trong đấy. Và trong lúc khiếu lại bà cũng nhấn mạnh rất nhiều vấn đề là bà không chạy vì sợ hai đứa con bị nguy hại. Ngoài ra trong quá trình thực hiện hành vi bà Long đã nghĩ đến cái chuyện bóp vỡ tinh hoàn để cho đối tượng bị chết hoặc là lúc lợi dụng nấu mì tôm bà định nấu nước và lấy hắt vào đối tượng để giết đối tượng. Nhưng mà bà nghĩ thứ nhất nấu nước thì bà nấu không đủ nhiều và cho là không đủ sức để sát hại. Thứ hai bà không muốn thực hiện những hành vi đấy sợ lại phạm vào tội giết người. Như thế này đi tù và lại trở thành tội phạm. Yếu tố của tội hiếp dâm là phải đe dọa dùng vũ lực. Thì đây theo lời khai của bà Long tại cơ quan điều tra, công an có đến hiện trường và thu giữ con dao. Đấy là một cái vấn đề cần phải chú ý. Và thứ hai là sau khi bị thực hiện hành vi giao cấu thì hôm sau là bà Long có xin đi giám định y khoa nhưng mà không được đáp ứng ngay. Theo thông tin của tờ Dân Chí, nạn nhân đã có viết một lá đơn, đơn xin đi tù, mong muốn được đi tù vì không đồng ý với lại cái cách xử sự của các cơ quan công quyền huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Luật sư có thể cho biết ý kiến về việc này thưa luật sư? Vâng, thì tôi có được xem một cái đơn xin đi ở tù của bà Thanh Long và đồng thời là tại cuộc làm việc với báo chí thì bà Long nói là do cảm thấy không tin tưởng vào các cơ quan tố tụng của huyện Tân Thạnh không khởi tố vụ án. Thì bà là nạn nhân giờ nhiều lúc không được thỏa mãn vì tội phạm vẫn không bị trừng trị trước pháp luật nên bà không tin tưởng vào cái việc giải quyết của cơ quan tố tụng và đồng thời bà cho rằng ảnh hưởng danh dự nhân phẩm và cuộc sống cũng đang khó khăn, thậm chí con gái đi nhà chùa xin cơm này nọ thì những cái dư luận trong cái môi trường sống hiện nay làm cho bà cũng cảm thấy và nhất là khách hàng cũng không đến đặt hàng áo may, bà ấy thợ may tự do thì vì vậy người ta không đến đặt áo may không nên không có sản phẩm, cuộc sống hiện nay đang khó khăn. Trong cái đơn xin tù bà có đặt vấn đề là bà xin mùa tù càng nhanh càng tốt và càng lâu càng tốt và đồng thời bà rút bỏ cái quyền công dân của bà ấy. Đương nhiên đấy cũng thể hiện một cái tâm trạng mà chúng ta cần xem xét trong quá trình diễn biến tâm lý của những người nạn nhân mà họ không đồng cảm với cơ quan tố tụng và họ dẫn đến sự phản kháng tức thời. Thưa luật sư, trong đơn xin đi tù của bà Trần Phạm Thanh Long có đoạn ghi rằng: nay tôi làm đơn này gửi đến công an huyện mong mỏi được xem xét và duyệt cho tôi được trút bỏ quyền công dân của chính tôi. Thưa luật sư, việc một công dân mong muốn được trút bỏ quyền công dân có khả thi hay không? Theo luật, cấp chính quyền nào có thể giải quyết được những yêu cầu như vậy, thưa luật sư? Không bao giờ, vì không có ai có quyền tước đoạt cái quyền công dân của người khác khi mà chưa có bản án của tòa. Bản án của tòa tuyên nếu mà bị cáo phải chấp hành một bản án bằng hình phạt tù thì lúc đấy người đấy mới phải bắt buộc có nghĩa vụ phải chấp hành hình phạt tù. Còn không ai có quyền giải quyết cho công dân kể cả xin đi tù, ở tù hoặc là từ bỏ quyền công dân. Là một luật sư đại diện chính thức cho nạn nhân Trần Phạm Thanh Long, kế hoạch của luật sư sẽ làm những gì trong những ngày tới để có thể bảo vệ quyền lợi của nạn nhân này, thưa luật sư? Với tư cách luật sư, tôi sẽ yêu cầu các cơ quan tố tụng, đề nghị các cơ quan tố tụng cho tôi tiếp xúc hồ sơ và trong hồ sơ ban đầu đấy để xem có căn cứ để khởi tố vụ án hay không và việc không khởi tố vụ án có căn cứ hay không. Nếu có căn cứ khởi tố vụ án thì tôi sẽ có văn bản yêu cầu các cơ quan tố tụng xem xét các dấu hiệu phạm tội và khởi tố vụ án hình sự.
mục tiêu cuối cùng của luật sư trong vụ án này là gì thưa luật sư? Thứ nhất là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dân chủ, là tôi muốn tìm ra sự thật khách quan của vụ việc này. Nếu có hành vi phạm tội thì phải kiên quyết đưa tội phạm ra trước vảnh móng ngựa. Mọi việc phải được theo đúng quy trình của tố tụng, là khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử một cách đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nếu hành vi hiếp dâm với một đối tượng thực hiện hành vi hai lần thì lại là phạm tội nhiều lần, hành vi phạm tội là không để lọt. Đó là trách nhiệm của luật sư đối với thân chủ. Ngoài ra thì cũng có trách nhiệm đối với xã hội là bảo vệ một sự đúng đắn, nghiêm túc của pháp luật. Xin cảm ơn luật sư cho những chia sẻ của ngày hôm nay. Cuối cùng thì luật sư có muốn chia sẻ điều gì đối với lại những người đang rất quan tâm theo dõi vụ án này thưa luật sư? Là với vụ việc này xảy ra thì được sự quan tâm rất nhiều của dư luận cũng như là các cơ quan truyền thông Việt Nam. Đối với vụ án nhạy cảm mà có gây hoàn cảnh đặc biệt thế này thì thường được sự đồng cảm của mọi giới. Nên vậy theo tôi nghĩ là các cơ quan tố tụng cũng phải thận trọng để ra những cái quyết định tố tụng cho nó chính xác, có căn cứ. Thứ hai là đi tiếp cận thông tin và có đồng cảm chia sẻ thì cũng với tinh thần khách quan, và hãy bình tĩnh chú ý theo dõi đối với vụ việc với tinh thần khách quan, công bằng. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thành Sơn và xin hẹn luật sư lại trong những lần cập nhật tới về vụ án này. Xin cảm ơn luật sư. Vâng, xin cảm ơn anh.